Hello, mình xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Trong video lần này, mình cũng giới thiệu với tất cả các bạn về cái sản phẩm mà mình cầm đây. Thì cũng giới thiệu với tất cả các bạn, trên tay mình chính là đang cầm những sản phẩm là những cái bộ sưu tập để dành cho các con học toán, để cho các con được khám phá, tìm hiểu về những cái môi trường xung quanh và để cho các bé được nhận dạng, tìm hiểu đâu là ngắn, đâu là dài, đâu là dễ, đâu là khó, thế rồi đâu là cao, đâu là thấp, thế nào là nặng, thế nào là nhẹ và thế nào là ít, thế nào là nhiều ở trong những bộ sưu tập, nhất là các cái bé có những độ tuổi ở 1 tuổi, 2 tuổi và 3 tuổi để cho các bé được phát triển những cái trí thức tư duy và kích thích cho các bé được những cái tài năng, kỹ năng và giúp cho các bé được những cái sự thông minh hơn, sáng tạo hơn khi các bé được học hỏi, tìm hiểu và khám phá ở trên những bộ sưu tập mà mình đã cập để cho các bé được nâng cao những cái trí tuệ rất chi là tốt. Thì trước hết cũng giới thiệu với tất cả bạn về cái nguyên liệu để làm ra cái bộ sưu tập cho các bé được học. Thì cũng giới thiệu với tất cả các bạn với cái nguyên liệu thì sẽ được làm trong ta là bằng cái giấy, đó là giấy ta. Thế còn là về kích thước, mẫu mã thì cũng giới thiệu với các bạn. Với mẫu mã, kích thước, hình dạng thì nhà xuất bản sẽ làm cho chúng ta với cái chiều cao của bộ sưu tập sẽ được làm là 25 cm. Còn chiều rộng của bộ sưu tập thì cũng sẽ được làm cho chúng ta là được 20 cm, thuộc về nhà xuất bản, đó là nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Nội xuất bản cho chúng ta. Thì mọi các cái thông tin chi tiết từ những cái địa chỉ của nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Nội đến những cái số điện thoại để chăm sóc khách hàng và những cái người giám đốc chịu trách nhiệm xuất bản, cho đến người biên tập, người trình bày bài, người sáng tác, đến những người chỉnh sửa bản và những cái người in thì cũng đã được ghi sẵn ở cái bìa bộ sưu tập mà mình được cầm. Thì cũng giới thiệu với tất cả các bạn, với một nhà xuất bản đó là Mỹ Thuật Hà Nội thì sẽ có cái địa chỉ cho chúng ta, đó là có cái địa chỉ ở số nhà 68A đường Lý Thường Kiệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Với những cái số điện thoại để được tư vấn thì cũng giới thiệu với các bạn, đó là những cái số 1800 và 368448. Đấy là những cái số điện thoại để khi chúng ta sử dụng những cái bộ sưu tập cho các bé học toán, so sánh, tìm hiểu đâu là ngắn, đâu là dài, đâu là cao, đâu là thấp, thế nào là dễ, thế nào là khó hoặc là nặng nhẹ, và cho các bé được nhận dạng với các hình thù và khám phá về những cái môi trường xung quanh, từ các cái con động vật cho đến các cái đồ dùng dụng cụ ở trong những bộ sưu tập. Có những vấn đề gì các bạn thắc mắc thì các bạn cũng gọi điện trực tiếp về với nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Nội. Nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Nội sẽ có những nhân viên chuyên gia chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn và giải thích những câu hỏi của các bạn rất chi là chu đáo. Hoặc là các bạn có thể gọi điện để các bạn được lấy những số lượng nhiều khi các bạn có những cái nhu cầu mở các cái hiệu sách hay nhà sách cho đến những cái siêu thị đại lý để các bạn bán ở nơi các bạn thường trú, như là ở thôn, ở xóm, ở phường, ở xã hay là quận huyện, đến những cái thị trấn của các bạn, thì các bạn cũng gọi điện để được nhân viên
chuyên gia chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn và giải thích cho các bạn. Thế còn là cũng giới thiệu với các bạn, với một nhà xuất bản Mỹ Thuật Hà Nội thì không thiếu gì các cái loại sách, từ những cái lô tô, trò chơi, đồ dùng dụng cụ của những cái trường mầm non, cho đến những cái quyển vở ô ly để cho các bé được luyện chữ, rèn chữ và tô các nét chữ ở trên những cái quyển vở ô ly. Ngoài ra còn có cho chúng ta được rất nhiều những cái bảng chữ cái, từ những chữ cái hoa cho đến những chữ cái thường, để cho các bé được nhận dạng và tìm hiểu, cho các cái bé được biết cái cách ghép vần cho chúng ta với các chữ cái với nhau, để cho chúng ta được nói được lên cái tên sản phẩm của chúng ta thì phải có những chữ cái nào, hoặc là muốn ghép thành chữ ông chữ bà hay là chữ bố chữ mẹ cho đến chữ bạn chữ bè của chúng ta thì phải có được những chữ cái nào đứng trước, chữ cái nào đứng sau, từ một chữ cái đến hai chữ cái cho đến ba chữ cái, bốn chữ cái và năm chữ cái, sáu chữ cái, rất nhiều để cho thành một cái ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra thì còn có cho chúng ta được rất nhiều những cái con số, từ những con số 0 cho đến những con số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, để cho các bé được nhận dạng về các cái con số và để cho các bé được đếm từ 1 đến 10. Thế rồi để cho các bé được biết cái cách nhân chia cộng trừ, số nào là số to, số nào là số nhỏ, thế rồi đâu là ít, đâu là nhiều, và cho các bé được biết cái cách ghép các con số từ những một chữ số, hai chữ số cho đến ba chữ số của chúng ta. Thì với những cái chữ số của chúng ta mà có hai chữ số thì đó phải từ những cái số là những cái số 10 cho đến những cái số 99 của chúng ta, đó là chúng ta được ghép hai chữ số. Thế còn với những ba chữ số của chúng ta thì phải là có những số từ 100 trở lên thì chúng ta mới gọi là ba chữ số.